Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review một tập phim ngắn của Xin. Cùng bắt đầu thôi nào. Tập phim Nịnh Mẹ. Mở đầu tại nhà Xin vào ngày nghỉ, mẹ Misae đang tất bật phơi quần áo, còn Xin thì cứ nằm chơi rồi kêu mẹ lấy đồ cho cu cậu hoài. Lúc thì muốn ăn điểm tâm, khi thì muốn uống nước trái cây. Mẹ liền nói xin cu cậu cứ suốt ngày ăn rồi ngủ như thế thì không tốt cho sức khỏe đâu. Cơ mà xin chỉ đang bắt trước mẹ thôi mà. Thấy vậy mẹ Misae bất lực cạn lời luôn, đúng quá chứ gì. Thêm cả bố hizoshi còn cho dầu vào lửa khi đồng tình với ý kiến của xin. Thế là không nói nhiều, mẹ Misae bật mốt chằn lửa lên ngoái đầu hai cha con xin một trận. Sau đó thì mẹ bỏ đi để lại hai người này nằm một chỗ than nhau. Bố thì muốn được thư giãn vào ngày nghỉ thôi cũng mèo yên nữa xin cũng than theo bố cu cậu kể ra ở trường phải chơi hết trò này đến trò kia mệt mỏi lắm nghe vậy bố liền nói thế chốt lại là xin vẫn chơi chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà than rồi sau đó bố bắt đầu ngồi lại thông não cho xin về việc nếu cu cậu giúp mẹ gì đó thì chắc chắn xin sẽ được thưởng bố còn nhập tâm đến mức hóa thân thành mẹ đang đưa phần thưởng là dưa lưới cho cu cậu luôn rồi khi đã bàn bạc xong thì hai bố con bắt đầu thực hành bố nói xin sẽ giúp mẹ bằng cách đem cái chăn đi cất xin cũng ok luôn Nói rồi cu cậu vội phi ra chỗ mẹ đòi muốn đem cất dùm chăn. Ban đầu mẹ Misa không cho vì nó nặng lắm nhưng xin rất quyết tâm. Thêm cả bố cũng nói giúp nên mẹ cũng đồng ý cho xin đem cất chăn. Sau khi được mẹ cho phép đem cất cái chăn thì xin, với chiều cao khiêm tốn 2 mét bẻ đôi của mình đã nhảy lên kéo cái chăn xuống người cu cậu. Ta nói nó nặng hết sức làm xin phải chật vật. Nhưng khi mẹ hỏi thì xin nói không sao và cu cậu bật mốt ác xình Carmen cua rồi khiêng tấm chăn đi từ từ trước sự thán phục và vui mừng của bố mẹ. Nhưng rồi mới đi được một chút thì cái chăn đã rớt một phần xuống đất làm mẹ bất lực luôn. Nhưng đó là chăn của bố Á. Nghe mẹ nói vậy bố liền hoảng hốt đi lấy cái chăn lên phủi bụi, miệng thì than trách các kiểu. Bao quá xin ơi! Hên là xin còn giúp được mở cửa tủ cho bố để chăn vào. Không bỏ cuộc nên xin tiếp tục ra bưng giỏ quần áo mẹ mới thu đem vô nhà gấp lại mẹ misa vẫn có vẻ hơi lo không biết xin biết gấp quần áo không nhưng cu cậu lại nói mẹ cứ yên tâm nhưng khi bố đi ra thì lại thấy xin đang gấp quần áo bằng cách cuộn tròn lại thấy không phải nên bố liền ngồi xuống chỉ xin cách gấp nhưng cu cậu lại không hiểu làm bố bất lực luôn thế là bố hijoshi lại phải gấp từng cái từng cái một để xin nhìn và hiểu nhưng đến khi cu cậu hiểu rồi thì bố cũng đã gấp xong hết đống quần áo rồi bố hijoshi tá hỏa nhận ra thế chẳng khác nào toàn bộ quần áo đều do bố gấp mẹ misa thì đang làm bếp trong này và nhìn hai cha con xin um sùm ngoài phòng khách nhưng xin lại kêu mẹ ra xem thành quả và nhận hết mọi công lao làm bố cực cay nhưng xin lại động viên bố làm bố cũng nguôi bực bỗng nghe tiếng dễ dụa của xin nên bố ngó xem thử ra lờ xin đang đòi cọ bồn cầu giúp mẹ và mẹ thì đang ngăn cu cậu thế là bố lại phải bắt tay lên đồ đi cọ bồn cầu với xin đang làm ngon nghẻ thì xin lại lỡ làm chai chất tẩy rửa rơi lên bay vào bố hizoshi may mà bố đỡ được nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xin lại lỡ tay cua nguyên cây cọ vào thẳng mặt bố. Thế là bố phải đi rửa mặt, su thật chứ. Bỗng nghe tiếng xin nói làm xong òi làm bố hốt hoảng chạy lại bồn cầu xem thì chẳng khác gì bãi chiến trường cả. Thế là bố đành phải ngồi lại dọn dẹp, mẹ Misa e thì đang dõi theo bố. Bỗng xin lên tiếng muốn giúp mẹ tiếp làm bố vội chạy vào định ngăn lại vì xin chưa dọn nhà vệ sinh xong nhưng lại thấy mẹ đang cho xin uống nước trái cây và khen cu cậu làm bố cũng nói tốt về xin với mẹ. Ai ngờ mẹ đã thấy tất cả, biết bố là người làm mọi thứ nên cũng đã thưởng cho bố một lon bia. Thế là hai bố con ra ngồi dưới hiên và cùng nhau thưởng thức phần thưởng của mình sau một đống sự kiện khó đỡ. Thế là hết rồi. Và nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!